T4X, đây là dòng đầu cân mới có tốc độ truyền lớn nhanh. Đầu cân này có thiết kế dạng để tủ. Đây các bạn có thể thấy cấp nguồn input relay analog RS232, RS485 có đầy đủ. Cổng truyền bằng USB. Trên này chúng ta có 5 phím hiển thị gam, kilogram và lô pao. Đây. Ở nơi xung quanh thì chúng ta thấy xuất hiện các đèn cảnh báo khi cân. Và đây là lốt xeo. Model này đặc biệt có thể kết nối được với tất cả các loại lốt xeo, và đặc biệt có thể kết nối với nhiều lốt xeo hoặc là nhiều cân, ít nhất là 4 cân. Đây chúng ta có thấy có thể là kết nối độc lập luôn. Ví dụ như đây là một cái con xeo demo, con xeo này gắn trực tiếp vào cái này, không cần phải thông qua hộp nối hay gọi là USB. Hoặc là các bạn có 4 cái hệ thống cân thì chúng ta có thể đấu trực tiếp vào này và nó hiển thị độc lập. Nó hiển thị độc lập nha các bạn ha. Rồi, bây giờ tôi sẽ hướng dẫn sơ qua cho các bạn về cái cách cài đặt đơn giản và cam clip đơn giản của cái đầu cân DGT4X này. Rồi. Ta nhấn mở nguồn và giữ phím mode, nó hiện là Typer. Rồi. Sau đó chúng ta có thể chọn ở đây ND là chọn một lốt xeo giống như cái cách tôi đang đấu như thế này. Nếu các bạn có thể chọn bốn lốt xeo thì các bạn có thể nhấn T để lên deck. Rồi. Nhấn 0 để chuyển. Rồi. CH đây là size số của cái chọn một lốt xeo. Chúng ta có thể chọn một lốt xeo hay là nhiều lốt xeo. Chọn một. Bây giờ nếu chúng ta chọn đây là division, tức là sai số, tùy theo cái mức cân của các bạn sử dụng mức mát là bao nhiêu thì nó sẽ có sai số. Trường hợp này tôi đang cài demo, đang đây đây là 1 kg, 2 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg chẳng hạn, rồi 50 kg, còn ở đây là 1 gram, 2 gram, 5 gram. Rồi đây tôi đang demo một lốt xeo nhỏ cho nên tôi chọn là 5 gram. Rồi đây là cáp, đây là cái mức tải chúng ta sử dụng. Lốt xeo này nó khoảng 30 kg, tôi cài 10 kg. Rồi. Rồi. Rồi đây là cái bước mà chúng ta đặt cái tải lên. Cái treo này cái mức cáp nó là 10 kg. Rồi. Nó đầu cân này nó yêu cầu nhập cái tải thật của lốt xeo vào. Cái đây là cái cách mà chúng ta cài đặt millivolt. Millivolt là chúng ta cài không có tải nha các bạn. Chúng ta nhập cái thông số lốt xeo vào, sau đó chúng ta nhập cái mức tải, chúng ta nhập cái điện, đây là millivolt. Ví dụ nếu mà lốt xeo này, giả sử ha, lốt xeo này đang là 20 thì tôi sẽ đăng nhập 20, còn nếu 30 tôi sẽ nhập 30. Cái này mà nếu như mà 20, nếu mình lắp 4 con xeo thì mình sẽ cộng vô là số mi lên, 20 mình cộng 4 là 8. 80. Còn nếu như mà lắp theo cái dạng mà IND á thì một lốt xeo, 4 lốt xeo mình cộng lại, sau đó mình chia N lốt xeo, nó 4 chia 4, nó có hai cái dạng. Mình đang lắp một con nên mình chọn 20. Đây là lốt bên phải thì mình để không luôn. Bắt điểm 0, canh không. Quay mình phải đợi. Đang quét số nội. Cái clip mini volt này mình có thể thoát ra được, mình thử tải không? Không cần phải đặt tải. Bây giờ mình sẽ lấy một cái quả để mình đặt, mình test lại thì nó có đúng, còn nó có lệch khoảng bao nhiêu. Đây là can bằng millivolt là không dùng tải. Tuy nhiên thì ở đây là tôi đang cài bằng 1 gram, nhưng mà bọn chính xác này các bạn, 5 gram, bọn đó là chính xác. Tức là nãy giờ chúng ta không có dùng cách cài đặt bằng tải, tức là bằng quả chuẩn để đặt lên, mà chúng ta cài bằng millivolt. Thì cài bằng millivolt thì các bạn thấy có thể lặp đi lặp lại nè. Cái trường hợp mà sử dụng millivolt là chúng ta sử dụng cho những cái lốt xeo, những cái hệ thống cân mà tải lớn mà chúng ta khó mà có thể đặt cái quả chuẩn lên, giống như cân bồn, rồi mấy cái hệ thống xi măng, chiếc lót, những cái nơi mà khó đặt tải và không đủ tải để đặt. Ví dụ giống một cái silo, ví dụ giống như 200 tấn, thì không có cách nào chúng ta đặt tải lên, thì chúng ta có cái cách là chúng ta can bằng millivolt.
cao bằng millivolt thì chúng ta chỉ cần biết là cái load cell đó tải trọng nó là bao nhiêu, điện trở của load cell nó là bao nhiêu millivolt, chúng ta khai báo vào đầu cân và chia theo tỷ lệ tùy theo chúng ta lắp một con hay là bốn con thì nó sẽ có cái cách chia. Thì khi mà chia ra xong thì nó quét, nó chia đều thì nó sẽ ra được cái thông số này, và chúng ta thử bằng quả chuẩn lại thì nó đúng. Đây, thử lại thì nó đúng nè các bạn. Rồi thì cách can thứ hai là can bằng quả chuẩn. Can bằng quả chuẩn là can bằng đối trọng, chúng ta có thể dùng một cái quả cân để chúng ta đặt lên load cell để nó truyền tín hiệu lên trên đầu cân mà chúng ta cài đặt. Bây giờ chúng ta cài đặt bằng quả cân, chúng ta không nhấn vào. Rồi chúng ta sẽ đi nhanh qua các bước tới cái phần đặt tải aero. Rồi rồi span, span lúc này là chúng ta đặt tải. Bây giờ giả sử là bây giờ tôi đặt cục 2 kg thì tôi sẽ nhập 2, sau đó tôi sẽ đặt một cái cục 2 kg, đây là một cái cục 2 kg nha các bạn. Tôi sẽ đặt lên load cell. Khi chúng ta đặt lên thì một lực sẽ tác động lên load cell nó sẽ truyền ngược lên từ đầu cân. Rồi chúng ta đợi ổn định, chúng ta sẽ nhấn xác nhận. Rồi chúng ta nhấn C để xoay lại. Chúng ta thoát ra để kiểm tra tải. Đây. Khi thoát ra thì chúng ta can bằng tải thì chúng ta thử lại cũng đúng. Hoặc là chúng ta có thể thêm tải, chúng ta có thể thấy nó tuyệt đối chính xác. Rồi cảm ơn các bạn.